Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Xin chào các bạn đã đến với những thông tin mới nhất về mưa lũ trong nước và quốc tế của chúng tôi. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đem đến cho các bạn những thông tin mới nhất về tình hình mưa lũ Trung Quốc. Một đợt mưa kéo dài đang hoành hành tại hai miền Đông và Nam Trung Quốc đã khiến cho mực nước sáng ngày hôm qua tại hơn 50 con sông vượt mức báo động. Chính phủ Trung Quốc ngay lập tức đã phải phát đi các thông tin và các cảnh báo hiện tượng mưa lớn, lũ quét đến dân cư sinh sống tại hai tỉnh Phúc Kiến và Quảng Tây. Sáng hôm qua, Trung Quốc đã tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn và lũ vì hơn 50 con sông ở hai tỉnh Phúc Kiến và Quảng Tây đã vượt mức báo động. Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc cũng phát đi cảnh báo mưa lớn màu xanh sau khi dự báo 6 tỉnh miền Nam và Đông nước này gồm Phúc Kiến, Giang Tây, Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam và Tây Tạng tiếp tục xảy ra các trận mưa xối xả trong vòng 24 giờ. Một số địa phương ở tỉnh Quảng Đông cũng phát đi báo động đỏ về lũ lụt, trong đó mới nhất là khu vực trung tâm thành phố Quảng Châu của tỉnh này vừa phát đi báo động đỏ vào lúc 7 giờ sáng hôm qua. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Trung Quốc, từ đêm hôm qua đến ngày mai, miền Nam và miền Đông nước này lại tiếp tục hứng chịu thêm một đợt mưa lớn. Trong đó, từ 20 giờ ngày hôm nay đến 20 giờ ngày mai, theo giờ địa phương, một số nơi xuất hiện mưa rất to với lượng mưa từ 100 đến 180mm một ngày. Trong khi đó, tỉnh Phúc Kiến cũng có 22 con sông vượt mức báo động. Tính đến sáng ngày hôm qua, gần 85.000 người đã phải sơ tán do lo ngại về an toàn. Ít nhất 3 người thiệt mạng sau khi là một ngôi nhà bị sập ở thị trấn Hòa Nam, thành phố Tam Minh thuộc tỉnh này vào hôm kia. Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 3 trong bối cảnh mưa lũ có nguy cơ đe dọa lưu vực sông Châu Giang. Cũng liên quan tới mưa lũ ở miền Trung, đài CGTN đã dẫn thông tin từ cơ quan khí tượng Trung Quốc cho hay mưa lớn dự báo ảnh hưởng tới khu vực miền Nam Trung Quốc trong 2 ngày mang theo dông, bão và gió giật mạnh. Lũ lụt vượt mức cảnh báo có thể ghi nhận tại một số con sông ở khu vực mưa lớn. Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã phát đi ứng phó khẩn cấp cho 7 khu vực cấp tỉnh bao gồm Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu và Vân Nam. Cơ quan này cũng kêu gọi chính quyền các địa phương có liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa và lũ lụt, đảm bảo an toàn hồ chứa cũng như tăng cường kiểm soát và phòng chống lũ lụt. Dông, gió giật và mưa đá cũng đã được dự báo sẽ xảy ra ở miền Bắc Trung Quốc trong 2 ngày tới. Những cơn dông và mưa đá rải rác kèm theo gió mạnh và mưa đá xảy ra ở Bắc Kinh ngày hôm kia. Mưa cũng đã xảy ra ở thủ đô Trung Quốc trong ngày qua. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp 3 để kiểm soát lũ lụt khi lũ đổ bộ vào lưu vực sông Châu Giang, phía nam đất nước, Tân Hoa Xã đưa tin. Trước đó, một đợt mưa xuất hiện đã khiến mực nước trên 33 con sông ở Quảng Tây vượt mức báo động. Một số nơi xảy ra hiện tượng lũ quét gây ngập lụt nghiêm trọng, có nơi ngập tới 1,7 mét. Và ngày hôm qua, một trận sạt lở đất vừa cướp đi sinh mạng của 7 người và khiến một người mất tích ở thành phố Bắc Lưu tại đây. Trước đó, Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 4 với lũ lụt ở các khu vực miền Trung và Tây Nam đất nước. Vào thời điểm đó, nhiều con sông ở các khu vực cấp tỉnh như Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây và Quý Châu được dự báo có mực nước tăng mạnh. Do đó, giới chức Trung ương yêu cầu các địa phương chuẩn bị phòng ngừa. Dự báo thời tiết mới nhất cho biết mưa lớn có khả năng quét qua lưu vực sông Châu Giang. Theo dự báo, mực nước ở các sông chính của khu vực, trong đó có Tây Giang, Bắc Giang, ước tính sẽ dâng lên. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã cử các nhóm công tác đến Quảng Tây và Quảng Đông để chỉ đạo công tác kiểm soát lũ lụt. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 4, trong đó cấp 1 là cấp độ nghiêm trọng nhất. Trước những báo động khẩn cấp, người dân tại các vùng bị ảnh hưởng tại Trung Quốc đang sơ tán để giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất có thể. Bởi rút kinh nghiệm từ trận mưa lũ vào 5 ngày trước đó tại Phượng Hoàng Cổ Trấn, nơi này đã ghi nhận những thiệt hại quá lớn về người và tài sản. Trước khi đưa ra các cảnh báo về mực nước vượt mức báo động trên 50 con sông, trận mưa xối xả đổ xuống Trung Quốc vào 5 ngày trước đã nhấn chìm Phượng Hoàng Cổ Trấn. Đã có 25 người thiệt mạng, hơn 2.700
ngôi nhà bị sập, 96.160 ha hoa màu bị phá hủy khi lượng mưa kinh hoàng ở miền Nam Trung Quốc gây ra hàng loạt trận lũ quét và lở đất. Theo báo cáo của các cơ quan Trung Quốc cho hay, mưa xối xả nhiều tuần nay ở miền Nam Trung Quốc đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng, ảnh hưởng đến hàng triệu cư dân, gây thiệt hại kinh tế hàng triệu nhân dân tệ. Chỉ tính riêng tỉnh Hồ Nam đã có 10 người thiệt mạng trong tháng này, 3 người vẫn mất tích, 286.000 người phải sơ tán và tổng cộng 1,79 cư dân bị ảnh hưởng. Hơn 2.700 ngôi nhà đã bị sập hoặc bị hư hại nghiêm trọng, 96.160 ha hoa màu bị phá hủy. Những thiệt hại nặng nề đối với một tỉnh đóng vai trò là trung tâm sản xuất lúa gạo lớn của Trung Quốc. Theo các quan chức, thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính hơn 4 tỷ nhân dân tệ, tương đương 600 triệu đô la Mỹ. Vào cuối tháng trước, lũ lụt và lở đất đã giết chết 8 người thuộc tỉnh Phúc Kiến ở khu vực ven biển, 5 người ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam và 2 trẻ em bị lũ cuốn trôi ở tỉnh Quảng Tây. Chính quyền Trung Quốc đang cảnh giác cao độ đối với mùa mưa lũ năm nay bắt đầu từ tháng này sau cái chết của 398 người trong trận lũ kinh hoàng do lượng mưa chưa từng có ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc vào mùa hè năm ngoái. Lũ lụt vào mùa hè là hiện tượng thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc, đặc biệt là các khu vực nông nghiệp đông dân cư dọc theo sông Dương Tử và các phụ lưu. Như các nhà khoa học đã cảnh báo, thảm họa sẽ còn tồi tệ hơn theo từng năm do biến đổi khí hậu đang khuếch đại thiên tai. Theo Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC, hiện tượng ấm lên toàn cầu đã làm cho các trận mưa cực đoan trở nên dữ dội hơn ở khu vực phía Đông Châu Á, bao gồm miền Nam Trung Quốc. Cường độ và tần suất của các trận mưa cực đoan lại tiếp tục tác động ngược, làm trái đất ấm lên nhiều hơn. Số lượng xoáy thuận nhiệt đới mạnh cũng tăng. Tại các vùng khác của Trung Quốc như Hà Nam, theo truyền thống không phải là khu vực thường xuyên đối mặt với lũ lụt, đã chứng kiến trận mưa ngàn năm có một tại một số khu vực vào tháng 7 năm 2021. Khi đó, thủ phủ của tỉnh Hà Nam là thành phố Trịnh Châu, chiếm phần lớn số người tử vong. Các quan chức thành phố này không để ý đến năm cảnh báo đỏ liên tiếp về mưa xối xả, không ngừng kịp thời nhiều hoạt động thường ngày. Nước lũ tràn vào các đường hầm của hệ thống tàu điện ngầm của thành phố khiến hàng trăm hành khách bị mắc kẹt và 12 người trong số họ thiệt mạng. Trước mùa lũ năm nay, chính quyền Trung Quốc đã cảnh báo một số lượng lớn các hiện tượng thời tiết cực đoan. Theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, những trận mưa lớn có khả năng sẽ tấn công các khu vực phía Nam và Tây Nam của đất nước cũng như miền Nam Tây Tạng. Lũ trong mùa mưa gây ra những ảnh hưởng xấu đối với mùa màng, khiến cho cuộc sống sinh hoạt của người dân Trung Quốc đã trở nên khó khăn hơn sau khi bị cơn lũ quét qua. Có nhiều lý do giải thích cho hiện tượng thời tiết cực đoan này. Biến đổi khí hậu và sự can thiệp của con người có thể là nguyên nhân chính kích hoạt các trận mưa lớn dài kỷ lục, gây lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều tỉnh Trung Quốc, vì vậy cũng đặt ra vấn đề. Ngoài việc đề phòng khắc phục hậu quả mưa lũ thì việc bảo vệ môi trường cũng góp phần làm giảm mức độ nghiêm trọng của hiện tượng thời tiết cực đoan này. Dù đã đưa ra các cảnh báo, những diễn biến của thời tiết là điều khó kiểm soát. Một khi mưa tiếp tục trút xuống 50 con sông tại hai miền Đông và Nam của Trung Quốc, những thiệt hại mà đất nước này phải gánh chịu là vô cùng khủng khiếp và khó có thể dự báo trước được. Thưa quý vị các bạn, Trung Quốc đang đối mặt với 3 hiện tượng thời tiết khắc nghiệt bất thường tại các khu vực trên khắp đất nước, gây ảnh hưởng tới hàng triệu người dân. Theo Reuters đưa tin, Trung Quốc hiện đang đối mặt với một sự kết hợp được xem là bất thường của các hiện tượng mưa lớn, nắng nóng và lốc xoáy tại các khu vực trên cả nước. Hàng triệu người đã phải di tản, các công trình bị thiệt hại và đất canh tác nông nghiệp bị ngập trong nước. Phía Nam Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục mưa lớn trong 5 ngày tới. Trong tuần qua, mưa như chút nước đã gây ra thiệt hại đáng kể với một số khu vực rộng lớn và đông dân. Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo về các hiện tượng thời tiết cực đoan từ tháng 4 trước mùa mưa báo hiệu sự chuyển giao mùa từ xuân sang hè vào tháng 6. Trung Quốc có lịch sử lâu đời đối mặt với lũ lụt. Trong những năm qua, quốc gia tỷ dân trở nên dễ tổn thương hơn với hiện tượng thiên tai này do nạn phá rừng, khai hoang các vùng đất ngập nước và tích trữ nước để phát điện và tưới tiêu. Trung Quốc cũng cho rằng biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất của các sự kiện thời tiết cực đoan trong bối cảnh lượng mưa và nhiệt độ ở một số địa phương nhiều lần tăng lên mức kỷ lục trong những năm qua. Vừa qua, một trận lốc xoáy đã càn quét qua tỉnh Quảng Châu trong một cơn bão lớn.
khoảng 5.400 hành khách đã bị mất điện ở thành phố miền Nam. Truyền thông địa phương ở Quảng Châu đưa tin về mực nước nguy hiểm với sóng cao ở lưu vực sông Châu Giang rộng lớn khiến chính quyền trung ương phải điều nhân viên phòng chống lũ lụt chuẩn bị ứng phó với nguy cơ. Một trạm theo dõi đã ghi nhận một cơn sóng cao 2,45m vào 2 ngày trước đó, cao nhất trong vòng 20 năm qua. Trong khi đó, cơ quan thời tiết ở tỉnh Phúc Kiến cảnh báo rằng lượng mưa kỷ lục gần đây sẽ kéo dài sang tuần tới, gây ra nguy cơ cao xảy ra thiên tai. Trong lúc miền Nam Trung Quốc đối phó với nguy cơ lũ lụt diện rộng tại miền Trung và Bắc của Trung Quốc, dự kiến sẽ đối mặt với nhiệt độ cao bất thường vào tuần tới, vượt ngưỡng 40 độ C. Thời tiết nóng bất thường đã diễn ra ở thủ phủ Trịnh Châu của Hà Nam, nơi hứng chịu lượng mưa kỷ lục và bị tê liệt bởi lũ lụt kinh hoàng vào mùa hè năm ngoái. Hiện tượng nắng nóng dự kiến sẽ lan rộng trong vài ngày tới. Những tin tức mới nhất về tình hình mưa lũ Trung Quốc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật. Nếu đây là tin tức mà bạn đang quan tâm, đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.